Vâng, xin chào tất cả các anh chị và lại một lần nữa để tiếp tục series nhằm mang lại những giải pháp mới dành cho tất cả những lĩnh vực và ngành nghề. Thì ngày hôm nay tôi Đình Cường thuộc bộ phận phát triển công nghệ của công ty truyền thông Tùng Việt và cùng với chị Thanh Thảo sẽ mang đến một giải pháp đặc biệt mới dành cho toàn bộ các doanh nghiệp ở trên cả nước. Và giải pháp chúng tôi mang đến ở đây là gì? Đó chính là Digital Signage, giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 chỉ dành cho doanh nghiệp. Và ngay sau đây, không để là mất thời gian của quý anh chị nữa, tôi xin mời chị Thanh Thảo sẽ trực tiếp trình bày giải pháp này để mang giải pháp đến với quý anh chị ạ. Xin mời chị. Cảm ơn phần giới thiệu của bạn Đình Cường. Vâng, xin kính chào tất cả quý anh chị. Tôi là Thanh Thảo, thuộc bộ phận giải pháp công nghệ của công ty Tùng Việt. Thời gian qua thì Tùng Việt đã thực hiện chuỗi livestream nhằm chia sẻ những cái giải pháp công nghệ đến tất cả các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Và rất cảm ơn bạn Đình Cường đã luôn đồng hành cùng bộ phận giải pháp công nghệ để thực hiện chương trình. Chủ đề hôm nay tôi chia sẻ cũng là chủ đề cuối cùng trong chuỗi livestream của chúng tôi về giải pháp Digital Signage, đó là chủ đề giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 dành cho doanh nghiệp. Một chủ đề mà tôi chắc chắn các doanh nghiệp sẽ rất quan tâm, nhất là các doanh nghiệp có hệ thống nhà máy, đại lý và showroom. Và trước khi đi vào nội dung chính thì tôi xin phép ít phút để giới thiệu về công ty của chúng tôi. Công ty chúng tôi, công ty truyền thông Tùng Việt, là nhà cung cấp tư vấn các giải pháp công nghệ và tương tác và hiển thị hình ảnh uy tín và chất lượng tại Việt Nam. Chúng tôi đã có hơn 16 năm thành lập và hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện những cái giải pháp công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực như là bảo tàng, y tế, giáo dục, ngân hàng, bán lẻ, bất động sản, truyền hình, du lịch, khách sạn và đặc biệt là những cái giải pháp tổng thể dành cho doanh nghiệp. Những dự án mà chúng tôi thực hiện cho các khách hàng từ những tập đoàn lớn cho tới các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là các khách hàng lẻ thì cũng đều nhận được những cái đánh giá cao về ý tưởng giải pháp cũng như là chất lượng thực hiện và tiến độ triển khai. Kính thưa quý anh chị, vai trò của công nghệ thông tin đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi mà xu hướng chuyển đổi số ngày càng trở thành tâm điểm của sự đầu tư trong doanh nghiệp. Và ngày nay, các doanh nghiệp đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc duy trì tính cạnh tranh và tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên và khách hàng của mình. Cho nên trong những năm gần đây thì các doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến công tác truyền thông bên ngoài và marketing tại điểm bán mà đã chú trọng nhiều hơn đến công tác truyền thông nội bộ. Nếu nói doanh nghiệp là một cơ thể thì truyền thông nội bộ nó giống như là một mạch máu. Truyền thông nội bộ về bản chất là việc doanh nghiệp đưa các cái nội dung thông điệp cần thiết đến các đối tượng nhân viên vào đúng thời điểm. Mà nội dung ở đây chính là các cái thông tin, các thông báo của công ty, các cái nội dung như là về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi với mục tiêu là định hình và thắt chặt, lan tỏa và văn hóa doanh nghiệp. Là một cái công ty đi đầu về triển khai giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa từ đầu những năm 2010 thì chúng tôi hiểu sự trăn trở của các doanh nghiệp và chúng tôi luôn mong muốn mang giải pháp công nghệ hữu ích này tới từng doanh nghiệp, góp phần trong việc chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý và vận hành doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số. Thực tế cho thấy là hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều được tổ chức theo mô hình là bao gồm các phòng ban và bộ phận. Mỗi phòng ban lại đảm nhận các cái vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Để doanh nghiệp có thể vận hành thuận lợi thì cần có cái sự phối hợp ăn ý giữa các bên. Trong đó người quản lý là cần nắm được hết các cái thông tin cũng như là kết quả hoạt động của các phòng ban. Do đó việc quản lý và truyền tải thông tin đến từng phòng ban, đến tất cả các nhân viên tại điểm bán cũng như là hàng nghìn công nhân tại nhà máy là rất là quan trọng. Tuy nhiên là với cái khối lượng công việc lớn như vậy cùng với nhiều nhân sự như vậy thì các nhà quản lý khó có thể điều hành doanh nghiệp trơn tru nếu không có một cái công cụ hỗ trợ. Chính vì vậy giải pháp quản lý nội dung Digital Signage sẽ giúp doanh nghiệp quản lý và truyền tải các cái nội dung thông điệp đến các cái đối tượng nhân viên một cách chuyên nghiệp hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Thì đầu tiên đó là cái hình thức truyền thông truyền thống là standee, tạp chí và bản tin. Thông thường khi muốn truyền thông các cái sự kiện trong công ty đến tất cả nhân viên tại văn phòng và nhà máy thì mình chỉ cần in poster rồi dán lên bản tin hoặc là standee hoặc là thông báo qua các kênh như là email, radio, các cái tạp chí nội bộ hoặc là khi doanh nghiệp có ra mắt sản phẩm mới tại cửa hàng thì muốn áp dụng chương trình khuyến mại mới thì doanh nghiệp cũng thường là sẽ in ra standee đúng không ạ? Và với cái nội dung trên bản tin
Standy thì mọi người có thể nhìn thấy nhưng lại dễ bị bỏ qua bởi những cái nội dung in ấn trên bản tin Standy sẽ ít thu hút được cái sự chú ý. Và mặc dù là cái hình thức truyền thông truyền thống này thì nó với chi phí thì nó thấp nhưng mà nó lại khó có thể ứng dụng được hiệu quả trong môi trường nhà máy được, môi trường sản xuất được. Bởi vì sao tôi có thể nói như vậy ạ? Thứ nhất là hầu hết các cái doanh nghiệp, hầu hết các cái công nhân trong khu vực sản xuất sẽ không được phép sử dụng điện thoại trong giờ làm việc hoặc là không thể mang theo điện thoại đến người khi làm việc được. Do đó họ không thể truy cập email để cập nhật thông tin liên tục. Tất nhiên là môi trường trong nhà máy thì cái âm thanh máy móc hoạt động cũng khá ồn ào nên nhiều khi công nhân cũng không thể nghe rõ được những cái thông báo qua loa. Và tất nhiên cái khu vực trong cái khu vực sản xuất thì cũng không thể đặt các cái standee hay là tạp chí ở đó được, đúng không ạ? Thứ hai là phần lớn các công nhân làm việc cho nhà máy thì đều là đa số là các công nhân làm việc thời vụ hoặc là ký hợp đồng ngắn hạn. Và có thể là họ sẽ nghỉ việc ngay khi kết thúc thỏa thuận mà không cần phải học hỏi hay là trao đổi gì nhiều về công việc họ đang làm hay là tìm hiểu về các hoạt động văn hóa của công ty. Và thứ ba là những cái người quản lý theo ca thì họ rất là bận rộn với những việc quản lý máy móc và deadline của họ, cho nên là họ cũng không cần phải chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc nội bộ về các công nhân, thì các công nhân thì chỉ có thể xem được những cái thông tin từ bản tin trong phòng nghỉ thôi. Do đó là các cái chiến thuật truyền thông truyền thống ở cái môi trường nhà máy là không có hiệu quả. Mặc dù chi phí cho một lần in ấn thấp và không đáng kể đối với các cái công ty nhỏ, nhưng mà nếu như anh chị sở hữu các cái phòng làm việc, các cái nhà máy và chuỗi cửa hàng rải rác trên toàn quốc thì việc in đi in lại khi thay đổi nội dung sẽ làm tiêu tốn một cái khoản chi phí rất là đáng kể, đúng không ạ? Và cái hình thức tiếp theo đó là sử dụng băng rôn hai flex. Khi mà doanh nghiệp tổ chức một cái sự kiện lớn nào đó hoặc là chào mừng các cái ngày lễ lớn ở trong năm, hoặc là khi anh chị chuẩn bị chào mừng các cái đối tác hoặc là khách hàng VIP đến thăm, thì các doanh nghiệp sẽ thường in và treo băng rôn ở trước cổng, đúng không ạ? Thì chi phí cho một lần in ấn băng rôn thì không có đáng kể, và lợi ích là nó có thể chịu được mưa nắng khi treo ở ngoài trời. Tuy nhiên là khi mà sự kiện thì nó chỉ diễn ra một cái thời gian ngắn thôi, và có thể là chỉ vài ngày hoặc là vài tuần, và sau đó thì chúng ta phải bỏ cái băng rôn đó đi, và khi in lại thì và khi mà có cái sự kiện mới thì chúng ta lại phải in lại, thì cái điều đó nó gây ra cái sự lãng phí và nó gây ô nhiễm môi trường. Thậm chí là khi mà mình đi treo các cái bản băng rôn như vậy thì nó cũng làm tốn cái nhân sự, đúng không ạ? Và cái hình thức tiếp theo là cái bảng LED 3 màu. Thì tất nhiên là trong thời đại Internet bùng nổ như ngày nay thì việc chuyển đổi số ra đời và đã dần trở nên phổ biến rồi. Nếu mà hoạt động hiệu quả thì chuyển đổi số nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động luôn. Cho nên là rất là nhiều doanh nghiệp đã sử dụng bảng LED 3 màu để hiển thị những cái nội dung trong nhà máy như là bảng theo dõi năng suất, bảng hiển thị KPI chẳng hạn. Thì bảng LED có ưu điểm là nó đã thay thế được các cái nội dung test như là chữ và số, với cái chi phí đầu tư ban đầu thì nó thấp, và những cái nội dung truyền tải trên bảng LED thì nó có thể thay đổi được nhưng mà nó lại không đa dạng, nó không có video, không có hình ảnh, nó chỉ có chữ và số thôi. Thì những cái nội dung hiển thị trên cái màn hình LED á, thì mình nhìn nó cũng không có được sắc nét. Do đó thì các doanh nghiệp đã dần chuyển sang sử dụng TV để trình chiếu các cái nội dung truyền thông nội bộ của mình trong công ty và nhà máy. Thì ở những cái cửa hàng bán sản phẩm đó của công ty đó, thì nó cũng dùng TV để làm màn hình để hiển thị các cái hình ảnh, video sống động về các cái chương trình khuyến mãi của sản phẩm. Thì hình thức này thì sẽ thu hút được sự chú ý của nhân viên và khách hàng nhiều hơn. Chi phí cho một cái chiếc TV khi đầu tư nó cũng không có cao. Thì nhưng mà khi mà sử dụng TV á, thì nó vẫn còn một số hạn chế như thế này. Chúng ta biết TV thì nó sẽ phát cái nội dung cuốn chiếu, đúng không ạ? Nghĩa là nó cứ tự động chạy hết cái nội dung này rồi mới đến cái nội dung khác, cứ liên tục như vậy, và nó không trình chiếu được nội dung đồng thời trên màn hình. Đối với các cái showroom cửa hàng thì điều này sẽ dễ làm lỡ
khách hàng khi họ mà không kịp nhìn thấy cái chương trình khuyến mãi, họ chưa kịp nhớ tới. Và quan trọng nhất là khi ở trong cái môi trường nhà máy á, nếu mà phát cái nội dung theo kiểu này thì ở nhà máy sẽ rất là dễ làm công nhân bị bỏ sót thông tin quan trọng. Cái hạn chế thứ hai nữa là khi cần thay đổi bất kỳ nội dung nào, nhân viên của anh chị sẽ phải cài cái cắm USB cho từng cái TV một. Nhất là đối với nhà máy thì việc cắm từng cái USB cho từng TV một như vậy thì nó không phải là phương án tối ưu, đúng không ạ? Chưa kể là TV là một cái sản phẩm về gia dụng. Nó có thể sử dụng để trình chiếu những cái nội dung ở công ty, ở showroom, ở cửa hàng thì nó cũng phù hợp, nhưng mà nó sẽ không phù hợp lắm khi sử dụng ở trong cái môi trường khắc nghiệt hơn như là ở nhà máy. Và quan trọng nhất là nếu anh chị có chính sách hay thông tin cần truyền tải cho tất cả nhân viên từ từ công ty cho đến nhà máy cho đến các chủ cửa hàng thì việc cắm từng USB như vậy thì nó sẽ không đồng bộ ngay lập tức được các cái nội dung cho tất cả các cái màn hình được. Chưa kể là các cái nhân viên quản lý sẽ phải đi kiểm tra xem màn hình đã phát đúng nội dung hay chưa, ở nơi này đã cập nhật chưa, ở nơi kia đã cập nhật đúng hay chưa, vân vân. Như vậy với cái hình thức truyền thông truyền thống như vậy nó còn rất là nhiều cái bất cập, đúng không ạ? Do đó màn hình quảng cáo chuyên dụng sử dụng USB thì trong một vài năm gần đây thì nó cũng được sử dụng rất là nhiều. Màn hình quảng cáo chuyên dụng khi mà mình nghe tên gọi thì chúng ta biết ngay đó là được sử dụng trong cái môi trường quảng cáo, đúng không ạ? Nhưng mà khi công nghệ ngày càng thông minh hơn, Internet of Things trở thành tiêu chuẩn thì màn hình quảng cáo chuyên dụng cũng ngày càng có giá trị trong các cái ngành công nghiệp khác, đặc biệt là trong các cái ngành trong các cái nhà máy sản xuất. Bằng cách là hiển thị nhiều nội dung thông tin đồng thời lên cùng một màn hình thì những cái màn hình chuyên dụng sẽ giúp chúng ta tăng cường giao tiếp hơn, từ đó tăng năng suất và tăng cái hiệu quả lao động. Đối với cái màn hình quảng cáo chuyên dụng thì nó sẽ có nhiều kích thước, nhiều mẫu mã và nó là một cái sản phẩm công nghiệp nên nó hoàn toàn có thể hoạt động được liên tục 24/7, tuổi thọ cao, hoạt động bền bỉ và do đó nó phù hợp để sử dụng trong cái môi trường nhà máy hơn. Và màn hình quảng cáo sử dụng USB thì nó cũng sẽ giải quyết được việc là phát cùng lúc nhiều nội dung trên màn hình. Thì với cái nhiều kích thước, nhiều mẫu mã đa dạng và nó là một sản phẩm công nghiệp nên là cái chi phí đầu tư ban đầu của nó thì nó sẽ cao hơn TV một chút. Vâng, đó là một trong những cái hình thức truyền thống để truyền tải thông tin trong doanh nghiệp. Chắc chắn là anh chị cũng nhận ra những cái hạn chế khi sử dụng hình thức truyền thống này rồi, đúng không ạ? Vì vậy nên những cái việc ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp để thay thế phương pháp quản lý truyền thống là rất là cần thiết. Nó sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp hơn. Và giải pháp quản lý nội dung từ xa Digital Summit của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp quản lý và truyền tải các cái nội dung thông điệp đến từng đối tượng nhân viên một cách chuyên nghiệp hơn, dễ dàng và hiệu quả hơn. Thì với giải pháp này thì anh chị hoàn toàn có thể tận dụng lại những cái chiếc TV sẵn có của mình, giúp tiết kiệm cái chi phí mà hoàn toàn có thể giải quyết được cái vấn đề là quản lý nội dung truyền tải. Thì để biết được giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa là gì thì tôi xin mời anh chị. Hoạt động vận hành của hệ thống quản lý nội dung từ xa này cũng rất là đơn giản.
nội dung video vừa được trình chiếu trên màn hình thì chúng ta cũng có thể hình dung được phần nào cái giải pháp quản lý digital signage mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với anh chị. Và nếu anh chị đang tìm kiếm những cái phương pháp mới để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả cho nhân viên của mình thì giải pháp quản lý nội dung từ xa chính là đáp án phù hợp nhất. Giải pháp quản lý nội dung từ xa sẽ giúp anh chị quản lý để nâng cấp giao tiếp với nhân viên và cải thiện các hoạt động kinh doanh trên nhiều khía cạnh. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định chia sẻ giải pháp này với anh chị để anh chị có thể hiểu hơn và ứng dụng tại nơi làm việc như thế nào. Anh chị sẽ thấy màn hình hiển thị ở nơi làm việc cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp của anh chị, bất kể cái quy mô doanh nghiệp là lớn hay nhỏ, thì digital signage vẫn rất là có ích. Thì digital signage có thể được triển khai một cách hiệu quả như là một cái giải pháp truyền tải nội dung thông tin tại các nhà máy, văn phòng, phòng làm việc của cửa hàng và tại nhà ăn của công nhân viên, bởi vì nó giúp cải thiện giao tiếp với nhân viên. Nói cách khác thì bất kỳ cái khu vực nào mà nhân viên của anh chị có thể tiếp cận thì đều có thể đặt các cái màn hình chuyên dùng hoặc sử dụng các màn hình hiển thị ở đây theo một cách thực sự sáng tạo để tạo ra cái sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn những gì mà giải pháp này sẽ làm được. Đầu tiên về mặt nội dung trình chiếu thì chúng ta có thể trình chiếu được nhiều nội dung trên màn hình cùng một lúc bằng cách là chia các màn hình ra thành nhiều khung. Mỗi khung thì mình có thể trình chiếu những cái nội dung mong muốn như là video, hình ảnh, âm thanh, thông tin thời tiết, các sự kiện, hoặc mình có thể livestream trực tiếp hoặc các cái tin tức quan trọng khác đến cái đúng đối tượng một cách tức thời. Bởi vì màn hình là có khả năng thu hút sự chú ý của con người nên là anh chị có thể dùng cái màn hình chuyên dùng để truyền tải những cái thông báo của công ty về các cái chương trình khuyến mãi, về những cái ngày lễ kỷ niệm, hoặc là những lễ kỷ niệm của công ty, hoặc là mình có thể thay đổi lịch trình giúp công nhân dễ dàng ghi nhớ những cái nội dung quan trọng mà có thể đã được gửi qua những cái tin nhắn email và tin nhắn của điện thoại rồi. Thì chúng ta đối với cái nội dung trình chiếu trên màn hình chuyên dụng thì chúng ta có thể thiết kế, có thể sắp xếp các cái nội dung hiển thị theo ý muốn một cách rất là dễ dàng, rất đơn giản, và chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn chi tiết cho cái phần tạo nội dung này sau. Thứ hai là về mặt quản lý thì bộ phận quản lý hoàn toàn có thể theo dõi được màn hình tại điểm nào thì phát nội dung gì, điểm nào thì tắt màn hình không có chạy, thì chỉ cần check vào điện thoại, chỉ cần check và điều khiển trên cái hệ thống quản lý thôi. Thì với cái giải pháp này thì chúng ta có thể thiết lập tự động tắt mở cái hệ thống màn hình. Ví dụ như là chúng ta có thể thiết lập là 7 giờ sáng màn hình sẽ tự động bật và tự động tắt toàn bộ hệ thống vào khoảng 22 giờ đêm chẳng hạn. Hoặc là thiết lập mỗi màn hình tự động tắt mở vào bất kỳ cái giờ nào mà mình muốn. Thì như vậy nó sẽ vừa tiết kiệm được nhân lực và cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Về cái phương diện marketing tại điểm bán thì nhất là đối với các cái cửa hàng, hệ thống cửa hàng showroom của mình thì anh chị có thể chủ động lập kế hoạch quảng cáo cho các cái chiến dịch của mình, thậm chí là lập trước kế hoạch phát quảng cáo cho luôn một tháng tới hoặc là một năm tới luôn vẫn được. Và anh chị có thể tạo chiến dịch quảng cáo theo đối tượng nam nữ hoặc là theo độ tuổi. Ví dụ khi khách hàng lớn tuổi thì hệ thống sẽ phát cái mẫu quảng cáo nào, và gặp khách hàng là giới trẻ thì nó sẽ phát cái mẫu quảng cáo nào. Thì cái quan trọng là nó sẽ đặt cái vào đúng cái đối tượng khách hàng của mình, hoặc là mẫu quảng cáo của sản phẩm A chẳng hạn thì nó sẽ trình chiếu ở hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, còn cái mẫu quảng cáo của cho sản phẩm B thì nó sẽ trình chiếu ở cái hệ thống ở cửa hàng ở Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì đối với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này, nó có thể hoàn toàn làm được hết. Vâng, anh chị thấy giải pháp quản lý này, nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề mà anh chị gặp phải trong quá trình quản lý truyền tải đến công nhân viên và khách hàng, đúng không ạ? Giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này nó đáp ứng được các cái yếu tố, từ yếu tố nội dung, yếu tố marketing cho đến yếu tố quản lý. Chính vì những cái tiện ích mà giải pháp digital summit này mang lại trong mọi hoạt động kinh doanh và vận hành nên nó có thể ứng dụng được cho các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý anh chị từ đầu tới cuối luôn nhé. Bắt đầu là từ văn phòng tổng công ty, rồi đến các cái phòng ban, rồi đi xuống các cái nhà máy, rồi đến các cái showroom, rồi đến tầng các cửa hàng đại lý. Và anh chị sẽ thấy được digital signage sẽ chạy xuyên suốt như thế nào.
Thì đầu tiên là tại văn phòng làm việc. Thì ở văn phòng làm việc thì chúng ta khi mà chúng ta vừa bước vào công ty á, thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là cái cổng, đúng không ạ? Thì trước cổng nhà máy, trước cổng cổng công ty thì chính cái cổng chính là nơi thể hiện văn hóa của doanh nghiệp. Vì sao tôi có thể nói như vậy ạ? Đó là vì bất kỳ một cái sự kiện nào mà doanh nghiệp quan tâm thì doanh nghiệp đều thể hiện nó ở cái khu vực cổng hết. Ví dụ như khi doanh nghiệp tổ chức một cái sự kiện lớn nào đó, hoặc là chào mừng các cái ngày lễ lớn trong năm, hoặc là khi chuẩn bị chào mừng các cái đối tác khách hàng VIP tới thăm, thì các doanh nghiệp thường sẽ in và treo băng rôn hoặc là dùng bảng LED ở trước cổng để thể hiện cái tấm lòng và sự trân trọng của mình, đúng không ạ? Do đó cổng chính là nơi thể hiện văn hóa của doanh nghiệp. Và một số doanh nghiệp thì cũng đã sử dụng bảng LED ngoài trời để thay thế cái băng rôn high flash truyền thống. Và đặc biệt là cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi có thể tích hợp với bảng LED để quản lý thay đổi các cái thông tin hiển thị trên màn hình một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Như vậy thì sẽ dễ dàng gây ấn tượng và thiện cảm hơn đối với các khách hàng hoặc đối tác khi mà người ta viếng thăm công ty nhà máy của mình, đúng không ạ? Và thứ hai là tại sảnh tiếp tân. Ở cái khu vực tiếp tân thì tùy theo diện tích mà chúng ta có thể bố trí các cái màn hình quảng cáo với kích thước lớn như là 65 inch, 75 inch hoặc 100 inch chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như vậy. Hay có thể đặt những cái màn hình video wall nếu như ở sảnh tiếp tân có cái diện tích rộng rãi hơn. Thì trên màn hình thì chúng ta có thể trình chiếu những cái hình ảnh, những video ấn tượng để giới thiệu về công ty mỗi khi có khách hàng đến thăm, hoặc là dùng màn hình như là thay cho cái lời chào mỗi khi mà khách hàng VIP đến, thì sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khách hàng. Vấn đề là nhiều khi các cái công ty á, thì chưa biết nên hiển thị cái nội dung gì trên những cái màn hình này, thì anh chị có thể xem qua một cái vài cái gợi ý như là hiển thị những cái thông tin quan trọng nhất trên thế giới, như là những cái tin tức về tỷ giá tiền tệ thế giới, về cổ phiếu, hoặc là hiển thị đồng hồ của thế giới, hoặc là những cái thông tin thời tiết như là nắng mưa, nhiệt độ vân vân. Những cái thông tin đó rất là hữu ích khi mà mỗi khi mà có nhân viên hoặc là ai đó rời khỏi cái văn phòng đi ra ngoài, thì chúng ta có thể nhìn lên nhiệt độ, nhìn lên cái thời tiết để chúng ta có thể có cái phương án trước. Hoặc là ngay khi mà khách hàng hoặc là nhân viên vừa bước chân tới cái văn phòng, thì những cái thông tin hiển thị trên cái màn hình đó nó có thể là cái khơi gợi cái câu chuyện để cho khách hàng hoặc là mình giao tiếp với nhau. Ở tại cái phòng hành chính nhân sự thì chúng ta biết những cái nội dung được hiển thị trên màn hình thì luôn luôn thu hút cái sự chú ý hơn là các cái thông báo trên bảng tin và standy, đúng không ạ? Do đó là bằng cách đưa các cái thông tin, các thông báo lên màn hình hiển thị ngay tức thời, thì tất cả các nhân viên đều sẽ dễ dàng đọc được, xem được, và nhân viên sẽ dễ dàng nắm bắt được những cái thông tin cần thiết từ các cái phòng ban khác nhau. Do đó sẽ tránh được những cái trường hợp như là chưa check email hay là bị miss tin nhắn. Và những cái thông tin mới như là các cái thông báo về nhân sự, các cái chính sách mới sẽ được cập nhật, như là các cái thông tin về bảo hiểm, quyền lợi của nhân viên vân vân, thì cũng sẽ dễ dàng được cập nhật ngay lập tức lên màn hình mà không cần phải in thông báo ra rồi dán lên bảng tin, đúng không ạ? Và anh chị cũng có thể hoàn toàn chia màn hình thành nhiều cái ô khác nhau để hiển thị những cái nội dung đồng thời trên cùng một màn hình. Ví dụ như ngoài các cái thông báo thì mình có thể cho hiển thị những cái video giáo dục về các cái kỹ năng cần thiết cho công việc, hoặc là những cái việc mà mình có thể nhìn thấy liên tục những cái video bổ ích đó, nó sẽ dần dần thấm vào những cái hành vi cụ thể của nhân viên. Giống như cái câu nói là mưa lâu thấm đất đó, thì nó sẽ giúp anh chị đào tạo nhân viên liên tục, và điều đó nó sẽ có cải thiện cái hiệu quả trong làm việc. Và tại phòng truyền thông nội bộ, dù là công ty có quy mô lớn hay nhỏ, thì cái phòng truyền thông nội bộ là cái công tác rất là quan trọng, đúng không ạ? Cái kênh truyền thông nội bộ nó có vai trò là củng cố tầm nhìn, giá trị và văn hóa của tổ chức cho nhân viên, đoàn kết và phát huy cái nội lực của tập thể trong công ty. Thì cái bộ phận truyền thông nội bộ thường dùng những cái hình thức truyền thống như là in ấn tạp chí, hoặc là dùng bản tin, hoặc là standee, hoặc email, radio để truyền tải những cái thông tin, đúng không ạ? Đó là những cái phương thức truyền thông truyền thống. Và giờ đối với cái và giờ khi mà mình có cái giải pháp quản lý nội dung từ xa này rồi, thì chúng tôi sẽ giúp anh chị có cái kênh truyền thông hiệu quả và tiện lợi hơn rất là nhiều. Anh chị có thể hiển thị đầy đủ các cái thông tin cần thiết cho công nhân viên về nội dung, về kế hoạch,
về mục đích, về mục tiêu truyền thông của đơn vị mình, những cái định hướng từ ban giám đốc, và tất nhiên và tất cả những cái nội dung cần truyền tải đến công nhân viên sẽ đều được hiển thị trên màn hình, từ văn phòng cho đến nhà máy cho đến các nhân viên tại các cái cửa hàng điểm bán. Như vậy tất cả nhân viên đều sử dụng chung một cái nguồn thông tin, thì các cái thông tin mang tính nhất quán minh bạch, nó sẽ tạo ra một cái văn hóa công ty minh bạch. Sử dụng những cái màn hình chuyên dụng để thông báo những cái chính sách ưu đãi trong toàn bộ nhân viên ở văn phòng, nhà máy, cửa hàng, thì có thể tạo ra cái sự thôi thúc để các nhân viên khác làm việc tốt hơn. Nó cũng có thể, nó cũng thể hiện cái giá trị mà công ty và nhà máy đặt lên cái người lao động, đúng không ạ? Và anh chị cũng có thể thể hiện cái sự trân trọng và sự vinh danh những cái thành tích, những cái đóng góp của các cá nhân, tập thể cho sự phát triển chung của công ty ngay trên màn hình. Công nhân sẽ cảm thấy tự hào và từ đó họ sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt công việc hơn nữa, và điều đó nó sẽ giúp tăng cường cái sự giao tiếp, gắn kết giữa nhân viên với nhau, sự liên kết nhóm và tạo ra một cái sự văn hóa, một cái nền văn hóa công nhận. Hoặc là hiển thị lời chúc mừng sinh nhật của nhân viên chẳng hạn. Thử tưởng tượng khi mà nhân viên của bạn vừa bước chân tới công ty hoặc là nhà máy chẳng hạn, thì liền nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái video thật là xinh đẹp của mình xuất hiện trên màn hình kèm theo những cái lời chúc mừng sinh nhật, thì chắc chắn cái nhân viên đó sẽ cảm nhận được sự trân trọng của tập thể, của công ty dành cho mình, và họ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Và chúng ta không chỉ nên tập trung vào cái sự hài lòng của khách hàng, mà cái sự hài lòng của nhân viên cũng rất là quan trọng, bởi vì cảm xúc ở cái nơi làm việc nó ảnh hưởng đến cái văn hóa công ty, và do đó là ảnh hưởng trực tiếp đến cái năng suất làm việc. Và bộ phận truyền thông cũng có thể tận dụng cái màn hình trực quan để tạo ra những cái nội dung sáng tạo mang tính truyền cảm hứng, để truyền cảm xúc cho nhân viên. Giải pháp quản lý nội dung từ xa này của chúng tôi thì sẽ giúp anh chị chia sẻ nhiều hơn nội dung liên quan đến công việc với nhân viên của mình một cách dễ dàng và sáng tạo hơn. Chẳng hạn như anh chị có thể thay đổi nội dung của mình vào những ngày đặc biệt, như là ngày các ngày lễ trong năm, như là lễ Giáng sinh, ngày Tết, hoặc là anh chị có thể tăng những cái sự kiện sắp tới của công ty, hiển thị những cái lời chúc và những cái nội dung truyền cảm hứng khác, khiến nhân viên của anh chị cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ và gần gũi. Những cái màn hình chuyên dùng được sử dụng ở đây rất là có ích, đúng không ạ? Nó sẽ góp phần tạo ra một cái văn hóa công ty gắn kết hơn. Và khi anh chị cần làm công tác thu thập ý kiến của nhân viên trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó, thì hiển thị các cái nội dung đó trên màn hình để thu thập ý kiến cũng là một cái kênh rất là hữu ích. Và hiển thị mình có thể cho hiển thị các cái tin tức mới nhất từ mạng xã hội của công ty như là Facebook, Twitter hoặc là các cái tin khác, để khách hàng để biết được là khách hàng đang nói gì về công ty, hoặc là mình có thể xem được cập nhật tin tức các cái bài đăng trên mạng xã hội để có thể tạo thêm cái cảm giác bình thường cho công việc, nhất là những cái nhân viên mới á, những cái nhân viên mà làm bán thời gian, hoặc là những nhân viên vừa mới vào á, thì họ sẽ cảm thấy như là khi mà xem được những cái tin tức như vậy thì họ sẽ cảm thấy như là họ đã được biết về công ty rồi, thì họ sẽ có cái xu hướng tinh thần cao hơn, và cái ý thức cộng đồng tại nơi làm việc nó sẽ dẫn đến doanh thu, tăng doanh thu và cái năng suất cao hơn. Tại phòng kế toán, những cái thông tin quan trọng như là về tình hình tài chính, về giá cổ phiếu của công ty, về các cái chỉ số KPI đánh giá, vân vân, thì cũng giúp cho cái bộ phận kế toán có cái nhìn trực quan để đưa ra các cái tiêu chí nhằm cân đối các cái hoạt động thu chi hợp lý hơn, đúng không ạ? Và tại phòng kinh doanh, thì nó sẽ giúp tăng năng suất làm việc. Vì đối với phòng kinh doanh thì anh chị có thể cải thiện quy trình làm việc bằng cách là hiển thị các cái quy định, các cái tiêu chí của công ty về bán hàng, về chăm sóc khách hàng, có thể giúp nhân viên nắm được các quy định, và kể cả khi có các nhân viên mới hoặc là nhân viên bán thời gian, thì anh chị có thể kết hợp trình chiếu những cái video mang tính đào tạo, như là những cái video kỹ năng về kỹ năng bán hàng, về kỹ năng thuyết phục khách hàng, hoặc là kỹ năng chốt sale. Ngoài ra anh chị có thể cho hiển thị các cái nhiệm vụ, các cái tác tích của công việc, mình có thể thống kê hoặc là bất kỳ những cái loại nội dung nào mà anh chị muốn truyền tải cho nhân viên của mình,
thì hiển thị các cái loại nội dung này trên màn hình để giúp điều phối và quản lý nhóm một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra thì trên màn hình anh chị có thể hiển thị các cái tiêu chí KPI hoặc là hiển thị các cái kết quả của Google Analytics lên màn hình thì để chia sẻ các cái thống kê về cuộc gọi hoặc là chia sẻ xem thử là trong những cái công việc ở trong ngày mình đã hoàn thành tới đâu rồi, trong những công việc ở trong tuần, trong tháng mình đã hoàn thành tới đâu rồi thì mình cùng đều có thể xem được và nó sẽ xuất thành cái báo cáo để hiển thị real time trên cái màn hình. Như vậy mọi người trong phòng kinh doanh nó sẽ có một cái nhìn trực quan hơn. Khi mà mình hiển thị cái biểu đồ có thể hiện cái mức doanh số hiện tại của team so với cái chỉ tiêu doanh số đề ra, thì nhân viên có thể nhìn thấy được cái bảng so sánh hai cái mốc như vậy, thì từ đó thì nhân viên nó sẽ có tự động nó có cái điều chỉnh phù hợp trong công việc để làm sao để đạt được cái mục tiêu, đạt được cái doanh số đã đề ra trong tháng đó. Và đối với những cái công ty lớn có nhiều phòng họp thì việc kiểm soát được lịch họp và thời gian sử dụng phòng họp của các cái phòng ban trong ngày, trong tuần là rất là quan trọng. Do đó, ở trước cửa của các cái phòng họp thì chúng ta có thể đặt cái màn hình chuyên dùng để hiển thị các cái nội dung như là chi tiết lịch họp, thời gian sử dụng phòng họp, các cái thông báo liên quan đến việc họp, thì sẽ giúp các cái phòng ban luôn luôn đúng tiến độ và giúp cho việc quản lý hiệu quả hơn. Vì mình chỉ cần lướt nhìn qua cái màn hình hiển thị đặt trước phòng họp thì mọi người có thể nắm được là hôm nay phòng họp này trống vào cái giờ này, hoặc là có cuộc họp nó sẽ kết thúc vào lúc mấy giờ chẳng hạn. Và nếu họ có cái cuộc họp phát sinh thì họ vẫn biết là họ có thể sử dụng cái phòng họp hay không, vì họ nhìn thấy là cái giờ nào thì có là thời gian trống phòng. Và nếu như có những cái thay đổi như là cuộc họp bị hủy hoặc là thay đổi giờ họp hoặc là mình thay đổi cái số phòng họp chẳng hạn, thì những cái nội dung thông báo này đều có thể cập nhật hiển thị ngay trên màn hình trong thời gian thực. Thì như vậy các cái phòng ban khác sẽ chủ động hơn cho cái kế hoạch họp hành của mình, nó sẽ hạn chế được những cái sai sót trong công việc và từ đó thì công việc nó sẽ hiệu quả hơn. Thông thường thì ở những cái màn hình mà đặt ngoài phòng họp á, thì chúng ta sẽ dùng các cái màn hình có kích thước nhỏ, khoảng chừng là từ 7 inch hoặc là 15 inch, 22 inch, 27 inch chẳng hạn. Nhưng mà nếu như ở cái khu vực đó mà mình có thể đặt được những cái màn hình to hơn, khoảng chừng 32 inch trở lên á, thì anh chị có thể ngoài hiển thị những cái thông tin họp á, thì anh chị có thể tận dụng những cái màn hình đó để hiển thị những cái hình ảnh, video, quảng cáo, các cái hoạt động xây dựng đội nhóm, các cái cơ hội học tập hoặc là các cái sự kiện sắp diễn ra, hoặc là hiển thị các cái thông báo cần thiết cho thiết của công ty. Và ở trong phòng họp, ngay trong phòng họp thì chúng ta cũng có thể dùng cái màn hình để hiển thị những cái chỉ số KPI của doanh nghiệp, các cái chiến lược của công ty theo từng tháng, từng quý, từng năm, hiển thị năng lực kinh doanh, hoặc là những cái nhân viên sale đạt cái doanh số vượt mức chẳng hạn, hoặc là hiển thị cái bảng thành tích của các cái phòng ban vân vân. Thì từ cái sự ghi nhận đóng góp của các cái nhân viên thì sẽ làm cái nguồn động lực để thúc đẩy tinh thần của nhân viên tiếp tục phát huy và cống hiến cho công ty nhiều hơn. Vâng, tại phòng làm việc của các sếp luôn là người cần nhìn tổng thể các cái công việc của các phòng ban, từ doanh số bán hàng, từ báo cáo sản lượng bán hàng, từ sản lượng tiêu thụ chẳng hạn, thì chỉ cần nhìn thoáng qua cái biểu đồ thôi, qua những cái con số biết nói đó thì sếp sẽ đưa ra các cái chiến lược điều chỉnh phù hợp. Và ngay trên màn hình thì anh chị cũng có thể tận dụng để hiển thị những cái thông tin quan trọng khác như là thông tin về các cuộc họp sắp tới với khách hàng để nhắc nhở sếp, hoặc là với các nhân viên phòng ban các cái sự kiện quan trọng, và có thể hiển thị thêm các cái thông tin như là về thời gian, thời tiết, về chứng khoán, về tỷ giá, giá vàng, giá xăng dầu hoặc là giá nguyên liệu đầu vàng trên thế giới một cách tức thời để sếp có được cái phản ứng nhanh, thay thế cho những cái bảng trắng mà các sếp thường hay sử dụng để phân tích bằng tay, đúng không ạ?
Và giải pháp quản lý nội dung từ xa này sẽ giúp anh chị thực hiện những cái điều đó rất là nhanh và đơn giản, có thể cho hiển thị bất kỳ nội dung nào mà các sếp thường quan tâm và có thể chỉnh sửa và cập nhật nội dung một cách rất là nhanh chóng. Tại phòng trưng bày, tại phòng showroom trưng bày sản phẩm, tại showroom trưng bày sản phẩm là một cái nơi khách hàng đến để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Do đó, tại đây chúng ta có thể tạo ra những cái nội dung để tương tác với khách hàng nhiều hơn. Ví dụ như là cho khách hàng quét QR code trên màn hình để nhận quà khuyến mãi, hoặc là tích hợp những cái mini game gắn kết với sản phẩm thương hiệu của công ty, hoặc là có thể quét QR code trên màn hình để gửi những cái ý kiến nhận xét và góp ý về sản phẩm của công ty. Màn hình hiển thị các cái đánh giá, các cái review về sản phẩm và lập tức hiển thị lên màn hình, lên khắp cái hệ thống của màn hình trên của công ty trên cả nước. Thì ở showroom thì anh chị cũng có thể tận dụng những cái màn hình để trình chiếu những cái video, hình ảnh quảng cáo của sản phẩm, từ các cái chương trình khuyến mãi, vân vân. Và giải pháp quản lý nội dung từ xa này của chúng tôi sẽ giúp anh chị dễ dàng chia màn hình ra nhiều cái ô khác nhau để trình chiếu nhiều nội dung cùng một lúc khác nhau trên màn hình, kể cả video, hình ảnh, các cái chương trình khuyến mãi cũng có thể hiển thị được. Vâng, và cái khu vực thứ hai là tại nhà máy, khu chế xuất. Vì đa số ở trong các nhà máy á, thì nhà máy và các khu chế xuất thì hầu hết công nhân không được sử dụng máy tính cá nhân hoặc là thường xuyên đem theo điện thoại trong ca làm việc của họ, cho nên là họ sẽ thường xuyên bị nhỡ các cái thông tin nếu chúng ta dùng hình thức là truyền thông, là gửi qua email, tin nhắn, hoặc là đăng thông tin lên website, hoặc là những thông báo được dán tại phòng nghỉ của nhân viên. Nên là khi dùng màn hình hiển thị thông tin đặt ngay tại nơi làm việc luôn thì họ sẽ giúp nhân viên dễ dàng cập nhật các thông tin chính sách từ công ty mà không cần truy cập vào máy tính hay điện thoại nữa, mà có thể xem ngay được trên màn hình để nắm được những cái thông tin quan trọng và cần thiết. Đây là một sự đầu tư có lời, và quan trọng hơn nữa đó chính là hướng tới một cái môi trường làm việc hạnh phúc hơn và an toàn hơn. Thì ở cái khu vực chế biến sản xuất, thì đầu tiên đó là ở cái khu vực chế biến sản xuất thì bản hiển thị sản xuất và truyền tải những cái nội dung thông tin, thông báo quan trọng sẽ đối với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này thì anh chị sẽ dễ dàng truyền tải những cái thông điệp, những cái thông tin quan trọng đến với toàn thể công nhân viên ngay trên các cái màn hình chuyên dùng được đặt tại nhà máy ở nhiều vị trí mà chúng ta đảm bảo được là tất cả nhân viên đều dễ dàng nhìn thấy nhiều lần trong ngày. Vì giải pháp quản lý nội dung có thể chia màn hình thành nhiều ô để hiển thị các cái nội dung khác nhau, nên là bộ phận quản lý sẽ dễ dàng tạo ra nội dung bao gồm nhiều cái thông điệp khác nhau. Ví dụ như là mục tiêu sản xuất và KPI sẽ được cập nhật theo thời gian thực để hiển thị những cái tiến độ công việc đối với các cái mục tiêu hàng ngày, hoặc là quá trình sản xuất giúp tăng năng suất của công nhân và nâng cao cảm nhận về giá trị cá nhân và trách nhiệm tại nơi làm việc. Đồng thời nó sẽ giúp thúc đẩy cái bầu không khí cạnh tranh lành mạnh cùng với những cái ý về mục tiêu chung của nhóm. Thì mình có thể đồng thời cho hiển thị các cái kế hoạch sản xuất như là hiển thị số lượng dự kiến, về hiển thị thời gian sản xuất theo kế hoạch, hiển thị năng suất sản lượng, vân vân. Và chúng ta cũng có thể sử dụng màn hình để giới thiệu hoặc là cải thiện các cái chiến lược sản xuất tinh gọn thông qua tích hợp trực quan hóa dữ liệu và hiển thị trên màn hình. Khi đó thì các chỉ số sản xuất, quản lý tồn kho, báo cáo chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh có thể được cập nhật theo thời gian thực và tự động hóa trên màn hình luôn. Thì và chúng ta cũng có thể cho hiển thị các thông tin như là hiển thị nhiệt độ, độ ẩm trong cái hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, hiển thị những cái thông tin như là phân ca trực, lịch làm việc, lịch họp, vân vân, hoặc là hiển thị các cái thông báo chính sách của công ty, những cái thông báo quan trọng trong cuộc họp để nhắc nhở cho mọi người. Hơn nữa, khi mà màn hình hiển thị được thiết lập trong các cái trạm làm việc á, thì có thể hiển thị được những cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là mình trình chiếu những cái video đào tạo, những cái lưu ý quan trọng cho công nhân trong cái khu sản xuất và thông tin sản phẩm. Hoặc là khi đến giờ cần giải lao hoặc là giờ nghỉ trưa thì trong nhà máy sự sản xuất thường mở nhạc cho công nhân nghe, đúng không ạ? Thì với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì bộ phận phụ trách sẽ không cần phải đi xuống tầng xưởng để mở nhạc nữa, mà mình có thể hoàn toàn lên lịch trước, cứ đến giờ thì nó sẽ tự động phát nhạc theo những cái bài hát đã được thiết lập sẵn.
hoặc là khi chúng ta cần thông báo một cái tin khẩn nào đó, nếu chúng ta sử dụng loa thì có thể là mọi người sẽ không được nghe rõ vì cái tạp âm trong nhà máy hoặc là trong cái khu vực sản xuất thì nó khá cao. Nhất là những cái khu vực sản xuất mà có cái máy móc hạng nặng á, thì khi đó mình dùng loa thì không phải là một cái phương án tối ưu, và thay vào đó thì anh chị có thể hiển thị cái thông báo khẩn ngay trên hệ thống màn hình. Và tất nhiên chúng ta cũng phải để ý đến thiết kế làm sao để cho tất cả mọi người chỉ cần liếc qua màn hình thôi thì cũng nắm được thông tin. Và chúng ta biết các công nhân thì thường làm việc liên tục nhiều giờ, và trong các cái ca làm việc thì họ phải làm việc liên tục như vậy, và có những công việc phải yêu cầu là phải đứng liên tục, thì đó chúng ta có thể cần dùng màn hình để hiển thị các cái thành tích của các công nhân để mình khích lệ cái tinh thần làm việc của họ. Như vậy công nhân sẽ cảm thấy tự hào và vui vẻ hơn, cái tinh thần rất là quan trọng, đúng không ạ? Và màn hình nó sẽ giúp hiển thị những cái nội dung quan trọng và nhằm nâng cao cái nhận thức an toàn tại nhà máy. Ví dụ như mọi người thì thường bỏ qua các cái áp phích hướng dẫn giữ an toàn hoặc là các cái hướng dẫn khẩn cấp hiển thị trên các cái tài liệu in. Do đó là khi mà mình sử dụng những cái màn hình tiên dùng á, thì nó sẽ giúp cảnh báo và nhắc nhở các cái thông tin quan trọng để giúp giữ an toàn cho con người và máy móc thiết bị. Chúng ta biết vấn đề tai nạn tại nơi làm việc thì phổ biến hơn nhiều trong cái ngành công nghiệp sản xuất, đúng không ạ? Máy móc và công nghệ mới có thể được áp dụng và được cải tiến liên tục để nâng cao cái năng suất sản xuất. Do đó thì chúng ta có thể tăng mức độ an toàn lao động hơn bằng cách là mình sử dụng những cái màn hình quảng cáo tiêu dùng để hiển thị những cái hướng dẫn về cách vận hành đúng cách một cái máy móc hoặc là một công nghệ mới trong nhà máy. Như vậy thì các nhân viên mới, thậm chí là những cái nhân viên cũ sẽ liên tục nhìn thấy những cái thông tin hướng dẫn đó. Việc đó giống như là mình đang đào tạo nhân viên liên tục để họ nắm được các cái quy trình vận hành một cách rõ ràng, thì nó sẽ giúp tránh những cái tai nạn không đáng có. Do đó là sử dụng màn hình tiên dùng ở nhà máy để hiển thị những cái thông điệp quan trọng và đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đều có thể nhìn thấy và nắm được các cái thông tin đó. Ví dụ như hiển thị các cái tiêu chuẩn giao thức an toàn tại nơi làm việc mà tất cả mọi người phải tuân thủ, hiển thị các cái video hướng dẫn, các cái mèo giữ an toàn, hoặc là cái lời nhắc đến giờ giải lao. Khi bước vào cái khu chế biến sản xuất thì chúng ta phải mang khẩu trang, phải đeo bao tay, phải mang quần áo đồng phục riêng theo từng khu. Hoặc là anh chị cũng có thể dễ dàng cho hiển thị ngay trên màn hình những cái yêu cầu về quy tắc 5K để phòng tránh virus corona chẳng hạn. Những cái thông tin này sẽ được lặp đi lặp lại, do đó nó sẽ tác động đến cái tiềm thức của người lao động. Và như vậy nó sẽ củng cố được cái việc công nhân sẽ luôn luôn giữ được các nguyên tắc về an toàn. Các nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra rằng là khi mà mọi người nắm được, hiểu được các cái quy trình an toàn lao động thì cũng sẽ làm giảm được tỷ lệ tai nạn tại nơi làm việc trong khu vực sản xuất. Thì điều này nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể dùng màn hình để thông báo những cái cảnh báo khẩn cấp tại nơi làm việc. Thì chúng ta biết các cái nhân viên sản xuất thường phải làm việc trong cái khu vực có máy móc hoạt động và tiếng ồn cao, đúng không ạ? Và khi xảy ra sơ suất hoặc là xảy ra lỗi ở trong quy trình làm việc thì họ cần được biết càng sớm càng tốt. Do đó là sử dụng màn hình chuyên dùng để hiển thị nhấp nháy cảnh báo ngay khi máy móc gặp trục trặc là một cách hiệu quả để mà cải thiện cái độ an toàn. Các cái thông tin liên lạc sẽ chỉ ra các cái vấn đề quan trọng trong dây chuyền sản xuất, thì điều này có thể cảnh báo được các cá nhân khi có điều gì đó không ổn xảy ra, hoặc là các cái quy trình không được tuân thủ. Ví dụ như là các cái điều kiện nguy hiểm như là rò rỉ khí, các cái hạt độc hại trong không khí, thì ngay lúc đó cảnh báo khẩn cấp hiện thì ngay trên màn hình có thể cho công nhân nhà máy biết ngay tình huống khẩn cấp đó là gì, xảy ra ở đâu và họ cần thực hiện cái hành động nào. Vì vậy nó rất là quan trọng. Một vài người sẽ đặt câu hỏi là trong trường hợp khẩn cấp đó chúng ta dùng loa hoặc là còi báo động chung thì có được hay không? Thì tuy nhiên là khi mà dùng còi báo động thì người lao động chỉ biết là đang có một cái nguy hiểm ở một cái khu nào đó mà họ không có nắm chính xác được là cái nguy hiểm đó là gì.
và cũng không được hướng dẫn là xử lý các nguy hiểm đó ra sao. Thì khi sử dụng màn hình quảng cáo chuyên dùng dùng để thông báo tức thời các cái sự cố thì mình có thể chỉ dẫn được cho các cán bộ công nhân viên xử lý các sự cố và cách phát hiện như thế nào. Trong trường hợp đó thì chúng ta có thể phát sóng khẩn cấp ngay lập tức những cái thông tin về các cái khu vực bị ảnh hưởng sự cố chẳng hạn, thì và chúng ta có thể chỉ dẫn các cái cách để thoát hiểm, hướng dẫn sơ tán công nhân tại tại cái khu vực nguy hiểm hoặc là làm bất cứ một cái điều gì đó cần thiết, thì chúng ta hướng dẫn thực hiện các cái bước có trật tự để mà ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại nhất về con người và tài sản. Thì cái màn hình quảng cáo chuyên dụng này sẽ làm được rất là tốt điều đó. Tại cái khu trải nghiệm của tại nhà máy, thì trong mỗi cái nhà máy, nhất là những cái nhà máy, các cái nhà máy lớn á, thì đều có cái khu trải nghiệm khách hàng. Thì tại cái khu trải nghiệm khách hàng ở nhà máy thì chúng tôi có rất là nhiều các cái giải pháp công nghệ mới cũng như các cái sản phẩm công nghệ đa dạng để truyền tải những cái thông điệp giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, về tầm nhìn sứ mệnh cũng như là câu chuyện của cái doanh nghiệp đó, để khi mà khách hàng hoặc là đối tác bước chân vào cái khu trải nghiệm thì họ có thể cảm nhận được cái hành trình, những cái bước đi của doanh nghiệp qua từng thời kỳ, cũng như là được trải nghiệm các cái sản phẩm bằng công nghệ trình chiếu tương tác hiện đại. Thì tuy nhiên ở trong cái phạm vi của buổi livestream này thì tôi chỉ đủ thời gian để giới thiệu với anh chị về giải pháp quản lý nội dung từ xa. Thì ở cái khu vực trải nghiệm khách hàng này thì màn hình quảng cáo chuyên dùng có thể hiển thị được rất là nhiều nội dung, từ những cái video giới thiệu về doanh nghiệp, về lời chào mừng khách tham quan, về timeline lịch sử hình thành doanh nghiệp, vâng, trình chiếu bất kỳ nội dung nào mà anh chị muốn truyền tải với khách hàng. Tại phòng nghỉ ngơi của công nhân viên thì màn hình hiển thị chuyên dùng trong các phòng nghỉ ngơi của công nhân viên và khu vực quản lý, thì để cho các cá nhân, các công nhân viên nhanh chóng và dễ dàng cập nhật các cái tin tức như là xem bảng phân công, xem lịch trình các cái công việc dự kiến và chỉ số KPI trong suốt cả ngày. Thì điều này có nghĩa là nhân viên có thể theo dõi và nhanh chóng xem là nhanh chóng là biết được họ là đã được giao việc gì ở trong ngày, xem các cái mục tiêu mà họ phải hoàn thành trong ngày, và họ khi mà họ xem được các cái thông tin như vậy thì họ sẽ biết họ phải làm gì tiếp theo. Tại cái khu vực hành lang lối đi thì trong hầu hết các hành lang tại nhà máy thì đều có những cái bảng chỉ dẫn đường đi truyền thống hết. Tuy nhiên khi có một cái sự thay đổi nào đó diễn ra thì nếu mà chưa kịp thời chỉnh sửa các thông tin thì mọi người sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn và bị lạc đường. Với giải pháp quản lý nội dung từ xa thì các cái thông tin sẽ được chỉnh sửa cập nhật chỉ bằng một vài cú click chuột thôi thì đã được cập nhật lại thông tin mới rồi. Và khi trong các nhà máy, khu chế xuất có trang bị những cái màn hình chuyên dùng để hiển thị các cái thông tin như là chỉ dẫn đường đi, thì sẽ giúp ích được rất nhiều cho những nhân viên mới. Những cái nhân viên mới thì thường chưa quen đường lối trong nhà máy, thì họ có thể dựa vào những cái biển báo trên màn hình để tìm ra cái đường đi của mình, để tránh cái sự lãng phí thời gian khi mà bị lạc đường và mình cứ lòng quần trong nhà máy như vậy. Và nhờ những cái chỉ dẫn đường đi trên màn hình thì cũng có thể giúp những cái khách hàng, những người đến thăm nhà máy tránh được khỏi những cái tai nạn không đáng có. Lúc này thì màn hình cũng có thể phát huy được cái chức năng đi hướng cho những người không quen thuộc trong khu vực nhà máy, đúng không ạ? Tại nhà ăn canteen thì màn hình sẽ có thể giúp hiển thị menu thực đơn tại nhà ăn. Màn hình hiển thị menu thực đơn trong nhà ăn của công nhân viên thì có thể giúp cho cái người quản lý nhà ăn á, có thể hiển thị được các cái món ăn trong thực đơn một cách hấp dẫn hơn, đẹp mắt hơn, và có thể hiển thị thêm những cái thông tin về dinh dưỡng để giúp nhân viên lựa chọn những cái thực phẩm làm mầm phù hợp với sức khỏe của họ. Và giải pháp quản lý nội dung từ xa này thì quản lý nhà ăn có thể là lên lịch menu thực đơn trước cho cả tháng, thậm chí cả năm vẫn được. Những cái nội dung menu hiển thị đồng bộ tại tất cả các nhà máy tại các tỉnh thành khác nhau, hoặc là menu thực đơn
này thì cho các nhà máy này chẳng hạn, hoặc là ở tỉnh khác thì menu thực đơn khác. Bởi vì ở mỗi tỉnh thành khác nhau thì khẩu vị và các món ăn cũng có thể là khác nhau, thì chúng ta đều có thể thông qua cái giải pháp này để cập nhật được những cái nội dung đó đến tất cả các màn hình ở tất cả các cái địa điểm và nhà ăn trên toàn nhà máy đều được. Nếu như mà khi mà cần thay đổi thực đơn thì bộ phận quản lý nhà ăn sẽ thay đổi được một cách là nhanh chóng, linh động và dễ dàng. Thì mình chỉ cần truy cập vào phần mềm, mình thay đổi nội dung và mình update xuống màn hình chỉ trong vòng vài giây thôi là đã xong rồi. Và tất nhiên là khi mà các công nhân viên có một cái bữa ăn ngon miệng và hài lòng thì cái tâm lý của con người cũng sẽ tốt hơn, và từ đó có thể xử lý được công việc một cách hiệu quả hơn, đúng không ạ? Doanh nghiệp thì có thể, các doanh nghiệp thì mình có thể sẽ thể hiện cái sự quan tâm đối với công nhân viên của mình qua những cái điều rất là nhỏ như vậy. Ở trong nhà máy thì chúng ta bắt gặp là có rất là nhiều cái màn hình được sử dụng, đó là những cái màn hình rất là thông dụng rồi, thì chúng ta có thể tận dụng được những khoảng thời gian mà mọi người sử dụng thang máy để truyền tải những cái thông điệp cần thiết thì cũng rất là hiệu quả. Ở cái khu vực nhà vệ sinh thì đối với các cái nhà máy sản xuất thì nhà vệ sinh cũng là một nơi đáng chú ý vì cái số lượng công nhân ở đó rất là đông. Do đó là ở nhà vệ sinh thì chúng ta có thể đặt những cái màn hình để hiển thị những cái lời nhắc nhở giữ vệ sinh chung, hoặc là mình có thể trình phát những cái thông điệp như là video về một cái hành tinh xanh cần được con người bảo vệ qua các cái hành động nhỏ, như là mình phải tiết kiệm giấy, tiết kiệm nước chẳng hạn, thì như vậy nó cũng sẽ tác động đến cái hành động của mọi người. Ở bãi đậu xe thì cái màn hình quảng cáo chuyên dùng tại bãi đậu xe thì sẽ giúp hiển thị tất cả các cái hướng dẫn cần thiết, như là chỉ dẫn đường đi đến bãi đậu xe, hiển thị các cái khu vực cấm đỗ, hiển thị giới hạn tốc độ chẳng hạn. Thì việc quản lý an toàn cho một cái bãi đậu xe cũng rất là quan trọng, đặc biệt là cái khu vực mà có cả người đi bộ và cả người đang di chuyển cùng một lúc. Khi đó thì chúng ta đặt những cái màn hình chuyên dùng là để hiển thị cái giới hạn tốc độ và lời nhắc nhở mọi người phải quan sát khi đi qua cái khu vực đi bộ tại bãi đậu xe chẳng hạn. Thì hoặc là trên màn hình chúng ta có thể hiển thị những cái thông tin như là thời gian, thời tiết và những lời nhắc nhở như là để xe đúng vạch quy định, hoặc là những cái lời nhắc trên màn hình như là bạn chú ý kiểm tra lại thẻ xe nhé, bạn chú ý kiểm tra lại chìa khóa và tư trang trước khi rời khỏi xe chẳng hạn. Như vậy nó sẽ giúp cải thiện cái trải nghiệm của công nhân viên cũng như khi khách hàng ghé thăm mà người ta thấy được những cái điều quan tâm rất là nhỏ nhặt như vậy thì người ta sẽ rất là ấn tượng với cái doanh nghiệp của mình. Tại các cái cửa hàng showroom đại lý thì đối với các cửa hàng đại lý, các cái cửa hàng trong chuỗi thì để thúc đẩy doanh thu tại các cửa hàng này thì các hoạt động marketing tại điểm bán là vô cùng quan trọng. Với cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì sẽ giúp anh chị có thể là chạy nhiều cái chiến dịch tiếp thị, các cái chương trình khuyến mãi đặc biệt trong từng khung giờ, trong ngày, trong tuần, trong tháng, theo từng cái sự kiện mà công ty đưa ra một cách nhanh chóng, dễ dàng và tức thời. Mình có thể đặt những cái màn hình ngay trước cửa ra vào. Cửa ra vào thì mình bố trí một cái màn hình quảng cáo chuyên dùng ngay tại vị trí này, thì để giới thiệu những cái video hình ảnh đẹp mắt của sản phẩm về những cái mẫu quảng cáo ấn tượng kèm theo các cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thì sẽ là một cái kênh thông tin hiệu quả để thu hút khách hàng bước chân vào cửa hàng nhiều hơn. Ở cái khu vực trưng bày sản phẩm thì thay vì mình treo những cái poster quảng cáo sản phẩm như trước thì chúng ta sẽ thay vào đó, thay vào việc những cái vị trí đó là các cái màn hình quảng cáo, nó sẽ tạo ra một không gian sang trọng, hiện đại hơn cho cửa hàng. Với giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì anh chị có thể lập kế hoạch chạy nhiều chiến dịch tiếp thị, các cái chương trình khuyến mãi đặc biệt trong từng khung giờ, trong ngày, trong tuần, trong tháng, hoặc là các cái sự kiện mới một cách nhanh chóng và đồng bộ được cho tất cả các cửa hàng cùng một lúc. Do đó là ở cái khu vực trưng bày sản phẩm á,
mình đặt một cái màn hình quảng cáo chuyên dùng để hiển thị các cái chương trình khuyến mãi giảm giá thì sẽ làm thúc đẩy nhanh chóng hơn các cái quyết định mua hàng của khách hàng. Đặc biệt là với cái giải pháp này thì với giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này của chúng tôi thì sẽ giúp chuyển đổi được linh hoạt các cái mẫu quảng cáo theo từng đối tượng khách hàng, như là khách hàng nam, nữ, độ tuổi khách hàng như thế nào, để gia tăng cái hiệu quả marketing, kích thích mua hàng. Và quan trọng nhất là nó giúp tập kết vào đúng cái đối tượng khách hàng trong cái chiến dịch của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái hiệu quả marketing ở đây, đúng không ạ? Và đặc biệt là ngay tại cái vị trí quầy kệ, như anh chị nhìn thấy trên màn hình, thì khi mà có cái sự điều chỉnh về giá thì anh chị có thể cập nhật các cái đoạn giá một cách nhanh chóng thông qua phần mềm, và giá nó sẽ hiển thị real-time trên các cái quầy kệ luôn. Chứ nếu mà hình thức truyền thống thì chúng ta lại phải đi dán hoặc là mình thay thế, mình viết lại số, hoặc là mình phải in, mình dán lại các cái giá trên ngay quầy kệ, đúng không ạ? Với cái giải pháp này thì mình có thể cập nhật được bản giá một cách rất là nhanh chóng, không cần phải làm những cái công việc thủ công như là như trước nữa. Và tại quầy thu ngân, quầy thanh toán, thì ở cái khu vực này thì anh chị có thể cho hiển thị cái chương trình khuyến mãi có tính kích thích khách hàng mua thêm. Ví dụ như là với hóa đơn 500.000 thì anh chị được tặng thêm một cái món hàng kèm theo nào đó, hoặc là thì khi đó với khách hàng đang có cái hóa đơn khoảng chừng 400.000 chẳng hạn, thì họ cũng sẽ không ngần ngại để mà mua thêm hàng, mua thêm một cái món hàng nào đó để nhận được cái chương trình khuyến mãi. Thì cái tâm lý chung của khách hàng á thì lúc nào cũng thích được khuyến mãi hết á. Và trên màn hình thì anh chị cũng có thể cho hiển thị đồng thời những cái chính sách ưu đãi như khi trở thành thành viên của cửa hàng chẳng hạn đó. Thì nó hoặc là mình có thể hiển thị thêm cái lời cảm ơn, thì khi khách hàng cảm nhận được cái sự hiếu khách của cửa hàng thì họ sẽ cảm thấy hài lòng hơn. Chính vì vậy mà cái lượng khách hàng trung thành của cửa hàng đó sẽ tăng lên, thì tất nhiên là cái doanh thu nó cũng sẽ tăng theo, đúng không ạ? Và ngay tại khu vực quầy thanh toán thì nếu mà anh chị đặt một cái màn hình tương tác, màn hình cảm ứng lại, sử dụng giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này, thì sẽ làm giúp cái công việc là mua hàng online, thanh toán online một cách nhanh chóng hơn. Nó sẽ giúp cái giải quyết cái vấn đề mà khi mà cửa hàng có một lượng khách quá đông á, các nhân viên không thể xử lý kịp á, thì khách hàng có thể mua hàng trực tiếp trên cái màn hình tương tác này. Về những cái màn hình mà hiển thị trong cái phòng hiển thị thông tin trong cái phòng nhân viên giúp mà truyền thông nội bộ tại cửa hàng, thì tại mỗi cái cửa hàng trong chuỗi á, thì công ty có thể cập nhật cho nhân viên kinh doanh tại cái chuỗi cửa hàng đó những cái thông tin, những cái chính sách mới nhất của công ty, về những cái thông tin sản phẩm trong tuần sẽ có những cái ưu đãi nào, những cái thông báo được hiển thị trên màn hình ở trong phòng nhân viên để toàn bộ nhân viên có thể nắm bắt được ngay tức thời. Và thậm chí phòng truyền thông nội bộ tại tổng công ty cũng có thể cho hiển thị những cái nội dung như là vinh danh người bán hàng xuất sắc nhất, có doanh số cao nhất tháng, hoặc là những vinh danh những nhân viên có thái độ chăm sóc khách hàng tốt nhất, để khích lệ nhân viên tại các cái điểm bán. Và tất cả những cái việc này đều có thể thực hiện được dễ dàng nhờ cái giải pháp quản lý nội dung từ xa. Và anh chị có thể thấy giải pháp quản lý nội dung từ xa Digital Summit này đã chạy xuyên suốt từ văn phòng tổng công ty đến các phòng ban, rồi đi xuống các nhà máy, rồi đến các cái showroom, rồi đến tầng các cái cửa hàng đại lý như thế nào rồi, đúng không ạ? Giải pháp quản lý nội dung này của chúng tôi với nguyên lý hoạt động rất là đơn giản, nhưng mà nó lại mang lại nhiều cái hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Ngoài những cái lợi ích cụ thể mà tôi đã nêu thì giải pháp này còn giúp doanh nghiệp quản lý và truyền tải thông tin hiệu quả và dễ dàng hơn. Chúng ta biết là điều hành một cái doanh nghiệp trong cái ngành sản xuất thì đi kèm với cái cách nhìn rất là cao độ. Cho nên là giải pháp quản lý nội dung từ xa này có thể giúp người quản lý là dễ dàng hơn trong việc quản lý và kiểm soát những cái thông điệp mà công ty muốn truyền đạt đến cho nhân viên,
từ văn phòng nhà, từ văn phòng nhà máy cho đến các cái hệ thống cửa hàng, thì như vậy nó sẽ giúp cho việc quản lý sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Nó sẽ khắc phục được tất cả những cái hạn chế mà cái hình thức truyền thông cũ gặp phải. Giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này, quản lý và điều khiển toàn bộ hệ thống màn hình hiển thị tại tất cả các điểm, kiểm soát được tất cả các cái nội dung một cách tập trung. Anh chị chỉ cần ngồi tại một điểm thôi và có thể kiểm tra được những cái nội dung hiển thị trên tất cả màn hình tại tất cả các điểm, và khi cần đồng bộ thì nó sẽ được đồng bộ ngay lập tức. Nó không có bị xảy ra lỗi khi mà màn hình này có nội dung rồi mà màn hình kia chưa có. Đối với cái hình thức những cái hạn chế như là dùng giúp đi gặp phải. Và thậm chí là khi mà anh chị đang di chuyển thì vẫn có thể quản lý được, chỉ cần là có kết nối internet thì có thể quản lý được. Thì tất cả nhân viên đều có thể xem được các cái thông tin chia sẻ ngay trên màn hình, do đó là công nhân viên có thể xem thấy nhiều lần và họ sẽ dễ dàng ghi nhớ những cái thông tin cần thiết. Như vậy là cái việc quản lý và truyền tải thông tin của anh chị sẽ rất là hiệu quả. Và thứ hai là nó giúp cho anh chị tiết kiệm được chi phí, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Vì anh chị là, thứ nhất là anh chị có thể tận dụng được tối đa những cái màn hình của mình để truyền phát các cái nội dung thông tin và thông báo có liên quan đến cho nhân viên. Nên tất nhiên là doanh nghiệp của anh chị không cần phải in ấn các cái biển báo, các cái standee hay là các cái tạp chí quanh năm nữa. Điều đó vừa giúp anh chị tiết kiệm chi phí in ấn, góp phần bảo vệ môi trường mà vừa tiết kiệm được các cái chi phí như là tháo dỡ thay thế, chi phí vận chuyển, các cái chi phí quản lý và nhiều cái chi phí khác nữa. Chính vì vậy, chính vì cái giải pháp quản lý nội dung quảng cáo từ xa này có thể tích hợp với những cái TV sẵn có, nên là anh chị có thể, nên là doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng lại được những cái màn hình TV mà mình đã đầu tư trước đó, giúp tiết kiệm chi phí. Và hơn nữa, anh chị sẽ chủ động được cái việc lên lịch tự động mở màn hình khi bắt đầu giờ làm việc và tắt màn hình khi ngay khi rời khỏi công ty hoặc là rời khỏi nhà máy hoặc cửa hàng. Những cái màn hình chuyên dùng thì có một cái ưu điểm là tiêu thụ cái lượng điện năng không đáng kể khi vận hành, do đó là cũng giúp anh chị tiết kiệm được cái chi phí, chưa kể đến cái sự gia tăng năng suất mà bắt nguồn trực tiếp từ cái việc mà giao tiếp cởi mở với nhân viên. Và nhờ những cái thông báo cảnh báo giúp việc an toàn lao động để hạn chế nhất các cái sự cố, điều này có thể giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được cái chi phí khổng lồ. Và cái kênh truyền thông nội bộ, cái kênh truyền thông nội bộ, các cái thông báo, các cái chính sách khen thưởng và động viên đến nhân viên cũng có thể được sử dụng. Từ những cái phân tích của tôi lúc nãy về những cái lợi ích mà màn hình quảng cáo có thể mang lại cho truyền thông nội bộ, thì anh chị có thể thấy màn hình quảng cáo có thể sử dụng như một kênh thông tin hiệu quả, giúp truyền tải các cái thông tin thông báo đến từng đối tượng người nhỏ, từ nhân viên công ty cho đến công nhân tại nhà máy cho đến các cái nhân viên kinh doanh tại điểm bán. Thì thông báo các cái chính sách như là khen thưởng, động viên đến nhân viên của mình, hoặc vinh danh những nhân viên có thành tích xuất sắc, đúng không ạ? Hay đơn giản như là chỉ hiển thị những cái banner chúc mừng sinh nhật thôi. Thì điều đó cũng sẽ giúp động viên tinh thần của nhân viên và giúp gắn kết với nhân viên hơn, tạo dựng một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, và xa hơn nữa là tạo dựng một cái bản sắc văn hóa riêng cho doanh nghiệp. Và điểm mấu chốt ở đây là nếu mà anh chị muốn có một cái đội ngũ công nhân, nhân viên gắn bó với lâu dài, thì anh chị cần phải có một cái giải pháp gắn kết lâu dài. Còn khi mà mình sử dụng những cái màn hình chuyên dùng với nhiều kích thước, nhiều kiểu dáng sang trọng và đẹp mắt, thì sẽ giúp tạo ra một cái không gian sang trọng, đẳng cấp, hiện đại và có tính nhất quán cho thương hiệu của anh chị, từ văn phòng công ty, showroom cho đến các cái cửa hàng đại lý, nhà máy. Và doanh nghiệp cũng có thể tận dụng những cái màn hình chuyên dùng để tăng nhận thức về thương hiệu và PR cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là doanh nghiệp có thể sử dụng màn hình quảng cáo chuyên dùng để hiển thị các cái quy trình xử lý chất thải của nhà máy một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm, hoặc là hiển thị trình chiếu những cái hoạt động từ thiện của doanh nghiệp chẳng hạn. Thì những cái điều đó nó sẽ giúp cho
mọi người tăng cái nhận diện thương hiệu cho cái doanh nghiệp của mình. Và các loại màn hình nào thì có thể sử dụng được giải pháp Digital Signage? Thì nội dung này xin mời bạn Đình Cường có những cái chia sẻ đến quý anh chị ạ. Và xin cảm ơn phần trình bày rất là sâu sắc và rất là chi tiết của chị Thanh Thảo. Thì kính thưa các anh chị đã thấy được những cái lợi ích mà Digital Signage nó mang lại dành cho doanh nghiệp của mình. Rất là nhiều những cái lợi ích, đúng không ạ? Và chúng ta có thể áp dụng những cái lợi ích này, áp dụng cái giải pháp này đến với doanh nghiệp của chúng ta để có thể làm gì? Để có thể chuyển đổi số, để có thể công nghệ hóa những cái truyền thông nội bộ, những cái cách để có thể gửi thông tin đến cho tất cả mọi người ở trong doanh nghiệp. Nó sẽ trở nên tiện lợi, tiện ích, nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, và đặc biệt rất là nhiều những lợi ích mà chị Thảo vừa nêu trên rồi. Và ngay sau đây thì cùng với tôi, các anh chị có thể tìm hiểu được là các loại màn hình nào mà có thể sử dụng được cái giải pháp Digital Signage này. Thì có rất là nhiều những màn hình có thể sử dụng giải pháp này, và ngay sau đây tôi sẽ liệt kê một số loại màn hình mà các anh chị có thể áp dụng trực tiếp đối với giải pháp Digital Signage trong doanh nghiệp của mình. Đầu tiên đó chính là TV. Vâng, đúng ạ. Một cái TV dùng để hiển thị các nội dung kết hợp với một cái Android Box nó nhỏ do công ty truyền thông Tùng Việt cung cấp. Thì tất cả những cái chức năng mà chị Thảo vừa nêu trên hoàn toàn đã được thực hiện, đã được áp dụng vào trong công nghệ này. Vậy thì cái cách để có thể sử dụng cái Android Box này kết hợp với TV như thế nào? Lát nữa tôi sẽ bật mí với các anh chị sau nhé. TV thì nó có lợi ích là gì? Đó là nó, thứ nhất là tiết kiệm được chi phí. Đối với những cái doanh nghiệp mà các anh chị đã có sẵn, lắp đặt sẵn TV ở trong doanh nghiệp của mình rồi, và nó tận dụng được cái TV này để có thể áp dụng được cái giải pháp này, giải pháp Digital Signage. Tiếp theo, một sản phẩm tiếp theo đó chính là Floor Standing, màn hình quảng cáo đứng. Một cái màn hình quảng cáo đứng, kích thước thì có thể dao động từ khoảng 21.5 cho tới 55-65 inch. Rất là nhiều những kích thước khác nhau. Và đặc biệt màn hình quảng cáo đứng này nó có thiết kế cực kỳ sang trọng và tinh tế, đúng không các anh chị? Thì khi các anh chị sử dụng màn hình quảng cáo đứng này, có thể đặt nó ở trước cửa này, đặt nó ở cầu thang, đặt nó ở những nơi mà người ta thường hay đi qua lại. Thì thứ nhất, bộ mặt doanh nghiệp của mình đã được nâng lên một tầng cao mới. Và thứ hai, chúng ta có thể gửi được những cái thông tin cần thiết nhất đến ngay lập tức với tất cả mọi người, đúng thời điểm các anh chị ạ. Một loại màn hình tiếp theo đó là màn hình floor standing, màn hình quảng cáo chữ A. Thì nó cũng tương tự như màn hình quảng cáo đứng như tôi vừa giới thiệu. Nhưng đặc biệt, màn hình này có thiết kế mỏng, nhẹ, sang trọng và tinh tế hơn rất là nhiều. Loại tiếp theo nữa đó chính là màn hình quảng cáo hai mặt. Vâng, màn hình quảng cáo hai mặt áp dụng những công nghệ mới nhất của những cái màn hình quảng cáo. Nó có hai mặt riêng biệt, có thể chạy những nội dung riêng biệt. Chúng ta có thể đặt nó ở đâu ạ? Đặt nó ở trên những cái hành lang, đặt nó ở trên những cái đường đi. Khi mà cả người đến, cả người đi, cả người tới, cả người lui đều có thể thấy được những cái nội dung mà các anh chị quý doanh nghiệp của mình có thể gửi đến tất cả mọi người. Rất là tiện lợi và sang trọng, đúng không anh chị? Một loại tiếp theo đó là màn hình quảng cáo di động. Thì cái này nó có khác gì với những loại mà tôi vừa kể ở trên? Thì màn hình quảng cáo di động, nó là màn hình quảng cáo đứng, nhưng được tích hợp theo thêm những cái bánh xe chuyên dụng, giúp cái việc di chuyển của màn hình nó được dễ dàng hơn rất là nhiều. Các anh chị có thể rời nó đi tất cả những vị trí nào mà các anh chị muốn. Một loại tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu ở đây chính là một loại floor standing, cũng là màn hình quảng cáo đứng, nhưng mà nó lại được thiết kế đặc biệt để bỏ những cái ấn phẩm, để bỏ những cái brochure, những cái giới thiệu, những cái card visit, ví dụ như thế, mà các anh chị muốn gửi tới khách hàng của mình.
Ví dụ như là áp dụng vào thực tế ngày hôm nay đi, khi mà tình hình dịch bệnh vẫn đang rất là hoành hành, thì có những người, người ta điện thoại người ta không thể khai báo thông tin ở trên điện thoại được, thì những cái mẫu phiếu đăng ký, những cái mẫu phiếu khai báo thông tin được đặt ở trong màn hình quảng cáo brochure như thế này, nó rất là trang trọng, nó rất là tiện ích, và đặc biệt là phần phía trên các anh chị vẫn có thể gửi tới những cái thông tin muốn gửi đến với khách hàng và đối tác của mình. Tiếp theo là màn hình quảng cáo ngoài trời. Màn hình quảng cáo ngoài trời thì vẫn là một cái màn hình quảng cáo đứng, nhưng nó được sử dụng, nó được tích hợp những cái công nghệ mới nhất ở trên thị trường ngày hôm nay, và nó có thể đặt ở ngoài trời, nó có thể chống nắng, nó có thể chống mưa, và đặc biệt độ sáng của nó cao hơn màn hình ở trong nhà rất là nhiều, để quý anh chị có thể nhìn rõ được những cái nội dung hiển thị được ở trên màn hình khi mà trời nắng gắt này. Và quý anh chị đặt màn hình ở ngoài trời này có thể chịu được mưa, chịu được gió bão, chịu được bụi, vân vân và vân vân. Nó là một cái công nghệ rất là đặc biệt, đúng không chị? Vậy thì màn hình quảng cáo ngoài trời thì chúng ta đặt được ở đâu? Chúng ta như chị Thảo đã giới thiệu lúc ban đầu thì có rất là nhiều vị trí để có thể đặt được màn hình quảng cáo ngoài trời này. Một cái ví dụ điển hình như là bãi để xe. Vâng, một cái màn hình quảng cáo ngoài trời được đặt ở bãi để xe mang đến những cái thông tin cần thiết khi mà khách hàng, khi mà nhân viên của chúng ta vào gửi xe để chuẩn bị vào doanh nghiệp của mình, nó sẽ rất là sang trọng và đặc biệt, nó rất là nhiều quý anh chị. Tiếp theo là một loại màn hình quảng cáo dạng treo. Màn hình quảng cáo dạng treo tức là một loại màn hình quảng cáo được thả từ trên trần xuống, thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những cái sàn, về cái vị trí mặt sàn, thì chúng ta không cần những cái vị trí cố định ở trên sàn để có thể đặt màn hình nữa, mà nó đặt được, nó thả được từ trên trần nhà xuống, và nó sẽ là một cái điểm nhấn tinh tế, lôi cuốn và hấp dẫn tất cả mọi người khi mà có một cái màn hình nó lơ lửng, nó hiển thị những thông tin, những thông báo đến với tất cả mọi người. Vâng, một loại màn hình tiếp theo đó chính là màn hình hai mặt thả trần, thì nó cũng là màn hình thả trần như tôi giới thiệu, nhưng đặc biệt nó lại là hai mặt rất là đặc biệt. Như quý anh chị, loại màn hình quảng cáo thả trần hai mặt này nó cực kỳ mỏng, nó rất là mỏng và nhẹ thôi, nhưng mà nó lại hiển thị được cả hai mặt, nó mang thông tin đến được nhiều người hơn khi mà các anh chị có thể, người đi tới và người đi lui đều có thể xem được các thông tin của mình. Tiếp theo đó là những cái loại màn hình quảng cáo chuyên dụng, thì có những cái loại như là màn hình quảng cáo chuyên dụng dùng để treo tường này, và những cái loại mà tôi kể trên đều là những cái màn hình quảng cáo chuyên dụng cả. Thì mỗi loại thì nó có, sẽ có một cái chức năng riêng biệt để có thể đặt được ở những cái vị trí mà không phải màn hình nào đặt được ở đó. Một loại tiếp theo đó là màn hình stretch, màn hình quảng cáo dài. Một loại màn hình quảng cáo dài nó có thể hiển thị được rất là nhiều những cái loại thông tin hơn mà màn hình quảng cáo bình thường không thể, tại vì cái diện tích hiển thị thông tin của nó lớn hơn rất là nhiều, và với những thiết kế đặc biệt nó dài thì nó sẽ thay thế được những cái banner mà các anh chị đang treo, những cái tờ rơi in ấn. Tiếp theo nữa đó chính là màn hình ghép. Màn hình ghép là một cái gì đó nó thể hiện một sự đẳng cấp, một sự sang trọng. Làm sao để khách hàng, để đối tác đến với doanh nghiệp chúng ta cảm thấy trầm trồ, cảm thấy là à, mình đã chọn đúng đối tác rồi. Khi mà họ bước vào trong sảnh, họ thấy một cái màn hình lớn rất là to, đúng không quý anh chị? Nó hiển thị những cái thông tin, những cái văn hóa của doanh nghiệp của chúng ta, những cái thành tích mà doanh nghiệp của chúng ta đã đạt được, và màn hình ghép nó làm được điều đấy. Một loại tiếp theo thì màn hình ghép này nó chia làm rất là nhiều loại. Thì màn hình ghép thì có thể ghép theo kiểu nghệ thuật, là những cái lắp gang, những cái lắp dọc chồng lên nhau, hoặc là màn hình ghép cong. Vâng, một màn hình ghép LCD mà có thể ghép cong,
nó sẽ tạo nên một cái không gian đầy chiều sâu, đúng không quý anh chị? Và màn hình ghép thông thường thì ai cũng biết rồi. Tiếp theo đó là màn hình LED. Thì màn hình LED ở đây chia ra làm hai loại, đó chính là tên gọi của nó đã nói lên tất cả rồi. Màn hình LED ngoài trời và màn hình LED ở trong nhà. Tức là màn hình LED ngoài trời thì dùng ở ngoài trời và màn hình LED trong nhà thì dùng ở trong nhà. Mỗi loại sẽ có những cái đặc điểm riêng để phù hợp với cái điều kiện thời tiết và những điều kiện mà chúng ta đặt vị trí màn hình. Thì đối với màn hình LED này, nó là không giới hạn về số inch, mà đặc biệt nó tính là theo mét vuông. Cái giới hạn duy nhất ở đây có lẽ chỉ là cái diện tích, cái khu vực mà quý anh chị có thể cung cấp để chúng tôi lắp đặt một cái màn hình LED. Màn hình LED tiếp theo tôi muốn giới thiệu đó chính là màn hình LED cong. Màn hình LED cong thì nó sẽ tôn phần, nó sẽ mang những cái vẻ đẹp sang trọng hơn. Nó sẽ trang trí cho những cái showroom của chúng ta, những cái văn phòng đại diện của chúng ta. Khi mà tôi lấy ví dụ, khi mà các anh chị có một cái cột lớn ở giữa văn phòng, thì làm sao để có thể decor, để có thể làm đẹp cái cột này, thì màn hình LED cong nó sẽ khắc phục được cái vấn đề đó cho anh chị. Góc nhìn của nó là 360 độ xung quanh cây cột. Và đặc biệt là cây cột này nó sẽ không phải là những cái, thường những cái cột ở trong nhà nó sẽ là một cái gì đó rất là thiếu thẩm mỹ. Nhưng chúng ta hãy khai thác điểm này để biến cây cột nó sẽ trở thành một cái điểm nhấn tinh tế và sang trọng hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là những cái loại màn hình cảm ứng. Thì màn hình cảm ứng chúng tôi dựa vào hình dáng để mà chia nó ra làm hai loại. Đó là màn hình cảm ứng chân trụ và màn hình cảm ứng chân chữ Z. Thì đặc biệt màn hình cảm ứng là gì? Nó là một cái màn hình cũng để hiển thị tất cả những thông tin. Nhưng mà đặc biệt chúng ta có thể tương tác được với những thông tin ở trên đó. Ví dụ như tôi có một cái mẫu tờ khai, thì khách hàng đến với doanh nghiệp của chúng ta không cần phải khai báo ở trên giấy, không cần phải khai báo ở trên điện thoại nữa, mà có thể khai báo trực tiếp ở trên màn hình. Và chúng ta có thể lưu cái dữ liệu này lại để phòng ngừa những trường hợp sau này. Tiếp theo đó là một loại touchscreen mini. Touchscreen mini cũng là màn hình cảm ứng, nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó được đặt ở trên những cái bàn, có thể như là bàn receptionist, có thể như là những cái bàn tương tác nhỏ nhỏ, để chúng ta có thể tương tác trực tiếp với khách hàng, để khách hàng có thể tương tác trực tiếp với những cái thông tin mà chúng ta có thể đưa ra. Và đặc biệt ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị một cái gọi là sơ đồ hoạt động của giải pháp Digital Signage. Thì giải pháp Digital Signage này nó có hoạt động như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý anh chị hãy cùng tôi và chúng ta cùng xem thử. Để có thể sử dụng được cái giải pháp Digital Signage này, chúng ta cần những thiết bị như thế nào và cái sơ đồ hoạt động của nó như thế nào quý anh chị nhé. Đầu tiên, như các anh chị thấy ở trên màn hình đây, thì chúng ta có một cái máy tính cấu hình văn phòng thôi, một cái máy tính cấu hình cơ bản thôi. Để làm gì ạ? Để quản lý tất cả những cái nội dung, để quản lý tất cả những cái màn hình mà chúng ta đặt ở mọi nơi trong doanh nghiệp của mình. Và nó sẽ là nơi để tạo nội dung, quản lý, set up, vân 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 vân. Nó sẽ là cái máy tính chính mà chúng ta hay gọi là server đó ạ. Và để điều khiển được những cái màn hình đặt ở nhiều nơi thì tất nhiên rồi chúng ta phải có một cái đường truyền mạng. Đường truyền mạng ở đây có thể như là Wi-Fi, có thể như mạng LAN để cho nó ổn định chẳng hạn. Và đặc biệt là chúng ta nếu không có Wi-Fi, không có mạng LAN thì có thể dùng 3G hoặc 4G để có thể upload, để có thể kiểm tra tất cả các nội dung. Ở đây tôi chia ra làm hai phần. Trong trường hợp mà chúng ta đang có những cái TV có sẵn ở trong doanh nghiệp của mình, thì chúng ta chỉ cần tích hợp thêm một cái Android Box. Thì tôi gọi thiết bị này là Digital Signage Player. Android Box này sẽ được kết nối trực tiếp với cái TV của chúng ta và có tích hợp sẵn phần mềm Digital Signage. Vậy là chúng ta đã có thể sử dụng giải pháp này rồi. Và trong trường hợp nếu như doanh nghiệp của chúng ta muốn tập trung vào cái giải pháp này hơn, muốn khai thác được tất cả những cái thế mạnh, khai thác được những cái lợi ích tốt nhất của nó, thì khuyên tất cả các anh chị
nên dùng những màn hình quảng cáo chuyên dụng như ở phần bên này. Thì màn hình quảng cáo chuyên dụng nó là những cái màn hình được thiết kế đặc biệt chỉ sử dụng cho mục đích quảng cáo, độ bền cao hơn, thiết kế đẹp hơn và tất cả công nghệ mà nó áp dụng đã được tích hợp, đã được setup làm sao cho nó phù hợp nhất có thể. Và ngay sau đây thì quý anh chị hãy, rất mong quý anh chị hãy cùng theo chân tôi để chúng ta cùng có thể xem thử cái cách mà chúng ta trải nghiệm thực tế cái giải pháp Digital Signage với TV có sẵn thì nó như thế nào. Cái cách để chúng ta có thể tạo được cái nội dung mà ở trên phần mềm Digital Signage nó có khó hay không, nó cần những designer chuyên nghiệp hay không, thì ngay sau đây hãy cùng theo chân tôi và chúng ta hãy tìm hiểu những vấn đề đó nhé. Và như quý anh chị thấy ở trên màn hình thì tôi đang có một cái TV, một cái Android box như tôi vừa giới thiệu, và một sợi dây tín hiệu. Ở đây tôi dùng là dây HDMI. Dây HDMI này sẽ kết nối Android box cùng với TV để có thể truyền tải tất cả những hình ảnh mà Android box gửi đến và chúng ta có thể hiển thị ở trên TV. Vậy thì cái cách mà chúng ta tạo nội dung ở trên giải pháp Digital Signage nó như thế nào? Thì như quý anh chị thấy ở trên màn hình đây, thì đây chính là cái layout, đây chính là cái giao diện chính khi mà chúng ta bắt đầu tạo được một cái nội dung mới ở trên màn hình. Thì công việc hiện tại của chúng ta ở đây là gì ạ? Chúng ta chỉ cần chọn những cái hình ảnh kéo thả đặt vào vị trí để cho nó phù hợp thôi. Thì như quý anh chị thấy ở đây, thì để quý anh chị dễ hình dung hơn, tôi sẽ chọn một cái layout như thế này để quý anh chị dễ hình dung và biết được là cái khu vực nào tôi sẽ đặt hình ảnh, cái khu vực nào tôi sẽ đặt video, cái khu vực nào là banner quảng cáo chẳng hạn. Và tiếp theo nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ép hình. Vâng, chúng ta đã có một cái hình, chúng ta kéo và thả cho nó phù hợp với cái khung mà chúng ta, cái layout mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Vâng, đã xong một hình. Tiếp theo thì quý anh chị có thể lựa chọn nhiều hình ảnh cùng một lúc như tôi đang làm ở đây. Với quý anh chị thấy mà phần mềm rất là thông minh, nó cho chúng ta một chế độ gọi là chế độ xem trước hình ảnh để biết, để chúng ta có thể biết được là chúng ta lựa chọn cái hình ảnh nào. Vâng, như đây tôi sẽ chọn ba hình ảnh cùng một lúc. Vậy thì ba hình ảnh này nó sẽ hiển thị như thế nào ạ? Nó sẽ hiển thị theo dạng slideshow tự động chuyển hình, và cái thời gian mà chuyển hình thì chúng ta đều có thể set up được ở trên phần mềm của anh chị nhé. Rồi tiếp theo, đã có hình ảnh, đã có banner rồi, tôi sẽ sử dụng một cái video dùng để giới thiệu về doanh nghiệp của mình. Như quý anh chị có thể thấy ở đây thì toàn bộ hình ảnh video tôi sử dụng ở đây đều là nhãn hàng Điện Quang. Vâng, tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta thì hầu như ai cũng đã từng sử dụng qua sản phẩm của tập đoàn Điện Quang là đúng không ạ? Và bật mí cho các anh chị biết một điều, đó chính là Điện Quang là một khách hàng rất lâu năm của công ty Tùng Việt, đã và đang sử dụng rất rất nhiều những sản phẩm của công ty Tùng Việt cung cấp. Và đã xong rồi quý anh chị, chúng ta đã có một cái banner thiết kế rất là chuyên nghiệp, khu vực nào là khu vực đó, hiển thị được rất là nhiều thông tin để có thể đưa đến khách hàng của mình. Vậy thì chúng ta muốn upload cái nội dung chúng ta vừa tạo gửi đến tất cả những cái màn hình, những cái TV mà được lắp đặt ở trong toàn bộ phân xưởng, toàn bộ cái doanh nghiệp của mình, thì chúng ta thực hiện như thế nào? Quý anh chị hãy cùng tôi theo dõi nhé. Ở đây tôi sẽ chọn cái player, tức là cái TV mà khu vực mà chúng tôi đặt. Vâng, complete và approve this content. Và như vậy là chúng ta đã bắt đầu xong cái bước, hoàn tất cái bước đưa nội dung lên trên màn hình. Thì như các anh chị thấy ở trên đây, tôi có một cái thanh là thanh tiến trình, thanh process. Thì khi nào mà cái thanh này nó chạy đến 100% thì tức là nội dung của tôi đã được upload thành công đến trên màn hình. Như hiện tại, tùy thuộc vào tốc độ mạng này, tùy thuộc vào kích thước file mà các anh chị vừa thực hiện nó có nặng hay nhẹ hay không, thì cái tiến trình này nó có thể chạy nhanh hay chậm tùy mức độ. Và thông thường thì mất khoảng vài giây đến vài chục giây thôi ạ. Và ngay sau đây thì xin mời quý anh chị hãy cùng tôi xem thử xem là
Cái màn hình mà tôi đang đặt ở phân xưởng nó sẽ hiển thị như thế nào của anh chị nhé. Như các anh chị có thể thấy thì đây là một cái màn hình lúc đầu nó chưa có nội dung đúng không ạ? Và rất nhanh thôi, nội dung tôi vừa thực hiện nó đã được bắn trực tiếp lên trên này rồi. Một cái click chuột. Và những cái thông tin mà tôi muốn truyền tải tới nó sẽ xuất hiện ngay lập tức ở trên màn hình. Đúng người, đúng thời điểm. Tôi nhấn mạnh là một lần nữa, đúng người, đúng thời điểm. Đó chính là cái phương châm của giải pháp Digital Signage này muốn mang đến cho tất cả các anh chị. Và rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Một tay ngang như tôi vẫn có thể thực hiện được những điều này. Thì quý anh chị, tại sao không thể? Và ngay sau đây, để có thể thuyết phục được quý anh chị nhiều hơn, tôi sẽ xin mời chị Thanh Thảo, mời chị show cho tất cả các anh chị ở đây thấy được những cái case study, những khách hàng thực tế mà công ty Tùng Việt đã và đang làm. Xem thử quý anh chị ở đây có nhận xét gì về những cái dự án mà Tùng Việt đã thực hiện quý anh chị nhé. Cảm ơn phần trình bày của Linh Cường, rất là ấn tượng đúng không ạ? Và Cường giúp chị giữ cái file xe luôn nhé. Chị thấy file chưa chị? Cảm ơn em rất là nhiều. Anh chị cũng có thể thấy được cái phần demo của bạn Cường đã thực hiện nãy giờ rồi đúng không ạ? Và anh chị có thể thấy rằng cái mô hình hoạt động cũng như các cái bước thực hiện để chuyển tải một cái content xuống tất cả các cái màn hình nó rất là đơn giản và dễ thực hiện, bởi vì bất kỳ cái nhân viên nào cũng có thể làm được cái điều đó. Và mặc dù nó đơn giản nhưng nó lại mang lại rất là nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khi sử dụng. Chính vì vậy, giải pháp này của chúng tôi đã được rất nhiều các cái doanh nghiệp, các cái thương hiệu lớn tin tưởng và sử dụng. Đó chính là sự công nhận của khách hàng và cũng là niềm tự hào để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và đưa ra những cái giải pháp công nghệ mới hiệu quả hơn cho tất cả các ngành nghề tại Việt Nam. Tôi cũng xin giới thiệu đến các anh chị một số case study mà chúng tôi đã thực hiện cho rất là nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi rất vui và rất tự hào khi nhận được sự tin tưởng của rất nhiều doanh nghiệp, từ các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, các cái chủ cửa hàng cho đến những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có thể kể đến một số đơn vị như là nhà máy Mega Vinamilk, tập đoàn Vinasoy, Dell Clever, Nu Skin, tập đoàn Phú Điền, Adidas, Nutifood, Bayer, dầu khí Tây Nam, Mega Vica, Visit, tập đoàn Viettel, Cefico, Toyota, Jensen Silac, nhà máy Tham Lương, Cao Su Việt Nam và một số các cái đơn vị khác. Như là trong đó cũng có các cái tập đoàn như là Ford, Betronic hoặc là Emon Bình Dương cũng đã sử dụng những cái giải pháp này của chúng tôi rất là nhiều. Vâng, và chúng tôi rất là vinh dự và rất là trân trọng khi nhận được sự tin tưởng và lựa chọn hợp tác từ nhiều khách hàng, từ những tập đoàn, doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề cho đến những cái khách hàng lẻ. Chính vì chúng tôi luôn luôn đi đầu cập nhật những cái xu hướng công nghệ mới trên thế giới để đưa ra những cái giải pháp công nghệ mới ứng dụng vào những cái ngành nghề khác nhau. Với kinh nghiệm 16 năm trong nghề, trong ngành, nên chúng tôi thấu hiểu được những cái nhu cầu của khách hàng để tư vấn và đưa ra những cái sản phẩm phù hợp nhất. Quan trọng hơn là chúng tôi chỉ cung cấp những cái sản phẩm với chất lượng cao và với thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Trải qua rất là nhiều dự án với các quy mô và độ khó khác nhau, nhưng chúng tôi luôn luôn có những cái phương pháp thi công tối ưu để đưa ra những cái sản phẩm và những cái giải pháp phù hợp, vừa giúp tiết kiệm ngân sách vừa mang lại hiệu quả nhất cho khách hàng. Chính vì chúng tôi có kinh nghiệm thi công ở nhiều cái công trình lớn nhỏ trong cả nước và chúng tôi có một cái đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao sẵn sàng tới tận nơi để xử lý sự cố nếu có và trong suốt quá trình sử dụng. Hơn nữa là chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cái chế độ chăm sóc sau bán hàng vô cùng chu đáo. Chúng tôi có thể hỗ trợ 24/7 và kể cả khi hết chế độ bảo hành rồi, chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Đó không chỉ là những lời nói suông mà chúng tôi đã chứng thực được qua rất là nhiều dự án mà chúng tôi đã thực hiện và cái sự yêu mến của khách hàng dành cho chúng tôi.
Điều đó cũng làm cho chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi mà nhận được cái sự tín nhiệm của khách hàng như vậy. Và trước khi kết thúc bài chia sẻ của mình thì tôi muốn nhắc đến một câu nói của Heraclit, đó là cuộc sống là dòng chảy. Ông cho rằng bản chất của cuộc sống chính là cái sự biến đổi và không có gì vĩnh cửu ngoài trừ sự biến đổi. Và thường khi đứng trước sự biến đổi thì con người thường hay bất đồng và có cái tâm lý phản kháng lại cái sự thay đổi đó, đúng không ạ? Và đứng trước cái dòng chảy đó thì doanh nghiệp có thể chọn cách bước lên bờ hoặc là để bị cuốn theo dòng chảy, hoặc là doanh nghiệp sẽ chấp nhận cái sự thay đổi đó và tìm cách để xử lý, điều khiển cái dòng chảy vô tận này. Cũng như vậy, sự phát triển của công nghệ đã tạo ra một cái sự biến đổi rất lớn và buộc doanh nghiệp phải tìm cách để thích ứng. Và khi chúng ta biết lợi dụng, tận dụng những cái lợi thế của công nghệ thì chúng ta có thể biến những cái thách thức này thành cơ hội cho mình. Vâng, đến đây thì doanh nghiệp của anh chị đã sẵn sàng để chuyển đổi số chưa? Doanh nghiệp có thể bắt đầu chuyển đổi số từ chuyển đổi giao tiếp với giải pháp Digital Summit tại nơi làm việc, tại nhà máy và chuỗi cửa hàng của mình. Nếu mà anh chị cần tư vấn nhiều hơn trong từng trường hợp cụ thể thì đừng chần chừ, đừng ngần ngại gì, hãy gọi điện ngay cho chúng tôi để được tư vấn nhé. Không chỉ có giải pháp quản lý nội dung từ xa mà chúng tôi còn có rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau để giúp doanh nghiệp của anh chị tăng hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, vân vân. Và tôi rất hy vọng trong tương lai gần chúng ta sẽ có cái cơ hội hợp tác và trao đổi nhiều hơn những cái giải pháp công nghệ hay hiệu quả đến với quý anh chị. Tôi xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe, và nếu mà anh chị có thể truy cập được cái kênh YouTube là Việt Nam Digital Summit để xem lại các cái số trước mà chúng tôi đã chia sẻ, bao gồm là giải pháp quản lý nội dung từ xa cho các ngành nghề như là về giáo dục, y tế, bất động sản, ngân hàng, bán lẻ, nhà hàng khách sạn, ô tô xe máy và doanh nghiệp là cái số hôm nay chúng tôi thực hiện. Và một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.